Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thông thường, để trình bày ngắn gọn nội dung chính của một văn bản, phục vụ cho việc học tập hay là nghiên cứu, thì người ta thường sử dụng thao tác tóm tắt văn bản. Trong bài học ngày hôm nay thì các em sẽ được học cách tóm tắt một văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài, đảm bảo trung thành với nội dung chính của văn bản gốc. Để tóm tắt được một văn bản đạt yêu cầu thì các em cần phản ánh đúng nội dung của văn bản gốc. Tiếp theo là trình bày được những ý chính, những điểm quan trọng của văn bản gốc. Sau đó, các em cần sử dụng các từ ngữ quan trọng của văn bản gốc và đáp ứng được những yêu cầu khác nhau về độ dài của văn bản tóm tắt. Để làm được điều này thì cô có một vài gợi ý nho nhỏ. Trước khi đọc thì các bạn hãy đọc kỹ văn bản gốc, sau đó thì xác định nội dung chính cần tóm tắt, xác định nội dung khái quát và cốt lõi của toàn văn bản, sau đó thì đi tìm ý chính của từng phần hoặc đoạn, rồi xác định quan hệ giữa các phần hoặc các đoạn đó. Tiếp đến là đi tìm các từ ngữ quan trọng, rồi xác định ý chính, xác định đúng nội dung khái quát, cốt lõi và xác định được các phần ở trong văn bản. Sau khi xác định được như vậy thì tìm ý chính của từng phần, rồi xác định yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt, bao gồm các ý lớn, ý nhỏ, rồi tùy theo yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt mà lựa chọn ý lớn hay ý nhỏ từ văn bản gốc mà các em đã khai thác được. Ví dụ, đối với đề bài tóm tắt về văn bản bánh chưng, bánh dày thì các bạn có thể viết như sau. Vua Hùng về già, muốn truyền ngôi cho các con, nên ra điều kiện, không kể con trưởng, con thứ, miễn ai làm vừa ý tiên vương thì sẽ được nối ngôi. Các làng đua nhau tìm kiếm của ngon, vật lạ, trên rừng, dưới biển, dâng cho vua cha. Riêng có làng Liêu, người con thứ 18, sau khi mộng thấy thần, đã làm một loại bánh hình vuông, một loại bánh hình tròn để dâng vua. Vua vô cùng hài lòng, mang bánh lễ tiên vương và được kế ngôi vua. Từ đó, bánh chưng, bánh dày trở thành lễ vật không thể thiếu trong dịp lễ Tết. Thì vừa rồi là ví dụ tóm tắt của một văn bản là văn bản bánh chưng, bánh dày trong quyển sách ngữ văn lớp 6 tập 2. Ngoài ra thì các em cũng có thể luyện tập tóm tắt văn bản bằng một số văn bản khác nhau, ví dụ như là văn bản thánh gióng hay là văn bản sơn tinh, thủy tinh, đúng không nào? Như vậy thì vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Ngoài ra thì các em cũng có thể lên trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải của những bài khác. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại!